Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, cũng lâu lâu rồi, chắc phải hơn một tháng rồi thì chúng tôi mới mua lại được một chiếc xe bán tải của Ford. Đây chính là chiếc xe Ford Ranger XLS ạ. Vừa rồi thì chúng tôi cũng đã mua được rất nhiều các loại xe bán tải, trong đó có ví dụ như Mitsubishi Triton này, hoặc là Chevrolet Colorado này, Nissan Navara này. Chúng tôi mua về được chiếc nào thì chúng tôi cũng sẽ bán được ngay được chiếc đấy ạ. Chỉ trong tuần thôi là chúng tôi đã bán được. Nhưng mà chiếc xe Ranger XLS thì phải hơn một tháng nay rồi thì chúng tôi mới mua được một chiếc này ạ. Thưa với quý vị và các bạn, trước máy quay của quý vị đang xem đây ạ, là một chiếc xe Ford Ranger. Đây là cái phiên bản XLS, tức là phiên bản số tự động ạ. Phiên bản số tự động. Và chiếc xe này được sản xuất năm 2016 ạ. Chủ xe mua vào cuối năm 2016, đăng ký trên đăng ký lần đầu là đăng ký 26 ngày 26 tháng 12 năm 2016 ạ. Đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội và một chủ từ đầu đấy ạ. Đây là một chủ từ đầu và chiếc xe này chạy được hơn 7 vạn km rồi ạ. Tất cả là còn nguyên bản, từ dàn lốp cũng còn nguyên bản hết ạ. Chiếc xe này rất là đẹp ạ. Chúng tôi vừa mới mua về được trong buổi chiều ngày hôm qua. Nhưng mà do thời tiết mới hôm nay là mưa suốt ngày, cho nên chúng tôi chưa quay, chưa chụp về được. Đến bây giờ thì là thời tiết cũng đã đỡ mưa rồi, thời tiết cũng đã đẹp hơn rồi, cho nên chúng tôi đem vào đây, chúng tôi quay để giới thiệu lên cho quý vị và các bạn. Đây là chiếc xe Ford Ranger phiên bản XLS, tức là phiên bản 2.2, máy dầu, hộp số tự động ạ, đăng ký tên tư nhân, một chủ từ đầu, và chiếc xe chạy được hơn 7 vạn km thôi. Chúng tôi cam kết là chiếc xe này là tất cả là còn nguyên bản hết, không đâm đụng, không ngập nước, máy móc còn nguyên bản hết. Nó nguyên bản từ cái dàn lốp cơ ạ, dàn lốp cũng còn nguyên bản. Lát nữa thì tôi sẽ quay giới thiệu chi tiết cho quý vị và các bạn. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là hơn 500 triệu đồng thôi. Cụ thể là chúng tôi đang bán là 545 triệu đồng. Nếu như quý vị và các bạn quan tâm đến chiếc xe này thì xin quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 của chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Và nếu như quý vị và các bạn muốn xem xe trực tiếp, muốn lái thử trực tiếp chiếc xe Ranger XLS 2016 này thì tôi mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử chiếc xe này ạ. Đây, thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe được đăng ký cuối năm 2016 ạ. Đăng ký biển Hà Nội cuối năm 2016, đăng ký ngày 26 tháng 12 năm 2016, biển Hà Nội đấy. Và tất cả là còn nguyên bản hết. Chúng tôi vừa mới mua về là chúng tôi đem lên đây quay chụp để giới thiệu cho quý vị và các bạn luôn ạ. Chưa có làm gì cả. Tuy bên ngoài có hơi xước sát một chút, nhưng nó chỉ là xước nhẹ nhàng thôi. Và những cái với cái xước sát như thế này thì ở những chiếc xe cũ thì là không thể tránh khỏi được. Đặc biệt là những chiếc xe mà chạy ở trong Hà Nội, đường xá thì chật hẹp, xe cộ thì rất là đông. Vậy quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh, ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Và ngay bây giờ thì chúng tôi sẽ không dài dòng nữa, chúng tôi sẽ quay và giới thiệu cho quý vị và các bạn về chiếc xe Ford Ranger XLS 2016 ngay bây giờ. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi clip ạ. Vâng, thưa với quý vị và các bạn, trên màn ảnh quý vị và các bạn đang xem, tôi sẽ quay và giới thiệu cho quý vị và các bạn là chiếc xe Ford Ranger XLS sản xuất năm 2016, số tự động đây ạ, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội mà chúng tôi vừa mới mua về được ạ. Trước tiên thì tôi cũng quay về cái phần ngoại thất bên ngoài cho quý vị và các bạn cùng xem để quý vị và các bạn có thể tự đánh giá được về cái chất lượng của chiếc xe này. Chúng tôi vừa mới mua về, chúng tôi chưa có dọn dẹp đến cái phần chúng tôi cũng chỉ mới rửa qua đi thôi để quay lên đây giới thiệu cho quý vị và các bạn. Tuy về cái phần ngoại thất bên ngoài nó có đôi phần xước sát một chút, nhưng mà về cái phần xước sát này thì không thể tránh khỏi được quý vị các bạn ạ. Đấy, quý vị các bạn xem qua cũng có thể thấy được tất cả những cái vết xước mà chủ xe vừa mới sử dụng xong nó để lại, để chúng tôi cũng chưa kịp đánh bóng, chưa có chưa kịp sơn lại đâu, vì là cái phần xe bán tải này cho nên là chúng tôi để nguyên bản để chúng tôi bán thôi ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn quan tâm đến chiếc xe Ford Ranger XLS 2016 này thì xin quý vị các bạn hãy liên hệ theo địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp này. Và quý vị các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 của chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn ạ. Đây là cái phần ba đời sốc trước của xe đây ạ. Ba đời sốc trước của xe, tất cả những vết xước này chúng tôi cũng để nguyên ạ. Đôi phần xước sát nhưng nó cũng chỉ là cái mức độ xước sát nhỏ nhẹ thôi,
chưa có đâm đụng hay là chưa có va chạm gì lớn đâu ạ. Tất cả là còn nguyên bản hết, xước xát thì rất nhỏ nhẹ thôi ạ. Và cái ba đợt sốc sau cũng vậy ạ, cũng chỉ xước xát nhỏ nhẹ thôi, còn lại là chưa có đâm đụng hay là chưa có va chạm gì mạnh, cho nên là nó còn nguyên như thế này đấy ạ. Về cái phần bậc cửa thì còn nguyên bản, còn chưa xước sát một chút nào ạ. Cái bậc cửa là còn rất là đẹp ạ, chưa xước sát tí nào đâu. Xe được trang bị báo rẽ xi nhan trên tai đấy ạ. Xi nhan ở trên tai. Chủ xe thì rất là cẩn thận đây, đã có ốp chống xước ở các tay mở cửa này. Bốn tay nắm mở cửa này, chủ xe đều dán chống xước rồi. Và cặp đèn hậu chủ xe cũng đã dán trang trí và bảo vệ đây. Ví dụ như có xước sát nhẹ đây, xước sát nhẹ này nó cũng ở cái phần bảo vệ của đèn thôi, chứ chưa vào trong đèn một tí nào ạ. Tất cả về cái phần đèn này còn nguyên, xước sát nó chỉ ở cái phần bảo vệ của cái đèn này thôi. Đây chính là cái cụm đèn hậu của xe. Đèn hậu tích hợp thứ nhất là đèn ATS này, đèn xi nhan này, đèn lùi này. Đấy, chủ xe đã bảo vệ hết rồi, cho nên tất cả trong cái phần đèn này chưa có xước sát gì cả. Xước sát nhỏ nhẹ nó cũng chỉ là cái phần bảo vệ bên ngoài thôi, không ảnh hưởng gì cả. Và chủ xe cũng đã lắp hết lên cái phần camera lùi rồi, có cả màn hình để hiển thị camera lùi. Tí nữa tôi quay camera lùi cho quý vị các bạn cùng xem. Chủ xe cũng đã lắp thêm cái nắp thùng cho chiếc xe này ạ. Nắp thùng và có hoán cải đầy đủ ạ. Chúng tôi vừa mới đi mua về là chủ xe cũng cho biết là chiếc xe này tôi lắp thêm và đã hoán cải đầy đủ hết rồi, cho nên là yên tâm không có sợ phạt và đi đăng kiểm vô tư ạ. Đây là cái cụm đèn pha của xe. Cụm đèn pha đây ạ, tất cả là còn rất mới đây nhé. Tuy chúng tôi chưa có dọn dẹp gì cả, nó hơi bẩn một chút thôi, chứ tất cả là còn rất mới đấy. Thì chiếc xe mới chạy có chuẩn có hơn 7 vạn thôi. Và cái đồng hồ chúng tôi cam kết là đồng hồ chuẩn luôn ạ, không tua. Đồng hồ nguyên bản của xe, không tua, không động chạm gì vào ạ. Dưới cặp đèn pha là cặp đèn gầm của xe đấy ạ. Đèn gầm hay gọi là đèn sương mù. Chủ xe không có độ thêm gì về cái phần đèn cả. Phần đèn thì chủ xe không độ. Chủ xe cũng đã độ thêm cái phần gương gập điện và là gương auto ạ. Đây, tôi bấm cho quý vị và các bạn cùng xem. Bấm khóa tức là cái gương nó sẽ tự gập đấy ạ. Đấy, và bấm mở cửa thì gương lại mở ra. Đấy, gương auto chủ xe độ thêm đấy. Nguyên bản là chiếc xe này không có gương điện đâu. Nhìn về cái phần tổng thể của bên ngoài, chiếc xe rất là đẹp. Chủ xe đã lắp thêm cái nắp thùng này rất là hợp với xe. Thùng có vai thể thao rồi, nắp thùng thấp có vai thể thao. Và dán vè che mưa trên kính đấy. Cho nên là quý vị và các bạn mua chiếc xe này về thì không có phải lắp thêm cái gì cả, chỉ có việc sử dụng thôi. Chủ xe lắp hết rồi, màn hình, camera lùi, lót sàn, ghế da đầy đủ hết cả rồi. Cho nên quý vị và các bạn không phải làm bất cứ một cái việc gì nữa. Tôi quay và giới thiệu rất chi tiết để cho quý vị và các bạn cùng xem đây ạ. Từng vết xước của xe một ạ. Chiếc xe này chúng tôi mua về chưa có làm gì cả, cho nên là nó vẫn còn nguyên. Chủ xe giao cho tôi như thế nào thì nó còn nguyên như thế vậy ạ. Vẫn còn những cái vết xước để lại trên xe, nhưng mà những vết xước nhỏ nhẹ thôi, cho nên cho phép ạ. Đây là cái phần lốp của xe, tôi quay cho quý vị các bạn cùng xem ạ. Cái dàn lốp này còn nguyên bản và còn rất dày. Cái dàn lốp của xe bán tải này nếu như chúng ta chạy bình thường được khoảng hơn 10 vạn km. Chiếc xe này chạy 7 vạn km rồi, cho nên là nó cũng còn chạy được tương đối nữa. Quý vị các bạn có thể chạy khoảng 3 vạn nữa thì vô tư ạ. Đây ạ, và đết lốp của nó là sản xuất năm 2016 đấy ạ. Xe sản xuất năm 2016 và đết lốp cũng là sản xuất năm 2016 rồi ạ. Tất cả còn rất là đẹp đẽ, tất cả còn nguyên bản hết đấy ạ. Rất đẹp ạ.
Trời có lẽ cũng sắp sửa đổ một cơn mưa xuống rồi, cho nên là tôi sẽ tranh thủ và quay cho quý vị và các bạn xem qua về cái phần nội thất của xe đây ạ. Đây là cái phần nội thất táp bi cánh cửa. Chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn tất cả về chiếc xe này là nguyên bản hết ạ, không đâm đụng, không ngập nước, tất cả nguyên bản, máy móc còn nguyên bản, mặc dù chúng tôi chưa có dọn dẹp gì cho nên nó hơi bẩn chút xíu thôi, chứ còn nó còn nguyên bản hết đấy ạ. Chưa có bị đâm đụng hay chưa có va chạm gì cả. Đây là vô lăng này quý vị và các bạn, vô lăng nguyên bản hết ạ, chạy hơn 7 vạn chuẩn như thế này đây ạ. Đây, đồng hồ tôi sẽ quay. Chiếc xe này chạy được 7 vạn 8 km rồi. Chúng tôi mua ở nhà chủ xe như nào thì chúng tôi đem ra đây để nguyên bản hết ạ. Chiếc xe chạy được 7 vạn 8 km và chúng tôi cam kết đồng hồ là chúng tôi không tua. Nếu như phát hiện chúng tôi tua, chúng tôi sẵn sàng tặng cho quý vị và các bạn 50 triệu ngay lập tức khi quý vị và các bạn phát hiện ra. Đây là cái phần nội thất mà chủ xe cũng đã lắp thêm lên là cái phần nội thất da. Đấy, nội thất da mà chủ xe lắp thêm và sàn da rồi. Sàn da đây. Và không những cái ni lông bậc cửa này còn nguyên nhá. Chủ xe còn chưa bóc cái ni lông bậc cửa này của nhà sản xuất ra cơ ạ. Tất cả là còn rất đẹp. Đấy, chủ xe đi rất ít và rất giữ gìn. Đây là chiếc táp bi cửa phía sau. Tất cả chúng tôi cũng cam kết luôn, không có đâm đụng, không va chạm gì cả. Keo chỉ còn nguyên đấy ạ. Keo chỉ thì chưa mất một phân keo chỉ nào, tất cả là còn nguyên bản hết. Và cái hàng ghế sau này sử dụng rất là ít cho nên là nó còn rất mới hết đấy ạ. Phần phía sau này thì không có người ngồi mấy, thường là những cái xe bán tải này là ít người ngồi phía sau lắm, cho nên là còn rất là đẹp, rất là mới. Đây là chiếc táp bi cửa phía sau bên phụ cũng còn nguyên bản hết ạ. Keo chỉ không mất một phân keo chỉ nào cả. Không những nó còn nguyên bản và nó còn rất là đẹp. Đây là cái ốc bản lề cánh cửa đây. Ốc bản lề này. Gioăng cánh cửa này. Tất cả cũng còn nguyên bản hết. Còn nguyên bản và còn rất là đẹp. Những cái ni lông bậc cửa mà nhà sản xuất dán vào lúc giao cho khách hàng thì còn nguyên bản, còn chưa bóc cơ. Nên là chưa xước sát gì nào để bậc cửa còn đẹp đấy ạ. Phải nói là chủ xe rất là giữ gìn. Giữ gìn cẩn thận cho nên chiếc xe nó mới được đẹp như thế này đây. Đây là chiếc táp bi trước bên lái, táp bi cửa trước bên lái. Keo chỉ cũng còn nguyên bản hết đấy, chưa mất phân keo chỉ nữa đâu. Và táp bi thì rất là đẹp, rất là mới đấy, mặc dù chúng tôi chưa có dọn dẹp gì cả. Nó chỉ gọi là bẩn một chút thôi. Nó chỉ gọi là bẩn một chút thôi chứ còn tất cả là còn nguyên bản hết đấy. Ốc đây ạ, ốc bản lề cánh cửa. Ốc bản lề cánh cửa cũng còn nguyên bản. Tất cả là còn nguyên bản hết. Chúng tôi cam kết chiếc xe này nguyên bản hết mà. Cho nên quý vị các bạn mua chiếc xe này về sử dụng thì quý vị các bạn rất là yên tâm. Không vấn đề gì đâu ạ. Tất cả còn rất là đẹp. Ghế bên phụ cũng còn rất là đẹp luôn. Bây giờ thì tôi có thể quay và giới thiệu cho quý vị các bạn về cái phần táp lô của xe. Đây, nó còn mới như thế nào thì quý vị các bạn cùng xem đây ạ. Nó hơi bẩn một chút xíu thôi vì chúng tôi chưa dọn dẹp gì cả, nhưng nó còn rất là mới đấy ạ. Vì chiếc xe mới chạy có 7 vạn 8 km thôi. Và cái đồng hồ này chúng tôi cam kết là đồng hồ nguyên bản hết ạ. Đồng hồ không tua, chúng tôi cam kết là không tua. Nếu quý vị và các bạn phát hiện chúng tôi tua cái đồng hồ này, chúng tôi sẵn sàng tặng quý vị và các bạn 50 triệu khi quý vị và các bạn đến xe mà không phải mua chiếc xe này mà vẫn được tiền cầm về. Đấy là cái điều chúng tôi cam kết, nó còn nguyên bản hết đấy ạ. Đây, màn hình hiển thị của đồng hồ của xe đây ạ. Tất cả còn nguyên bản và còn rất là đẹp ạ. Từ vô lăng cũng còn nguyên bản hết ạ, chưa có làm lại, chưa làm gì và nó mới chạy hơn 7 vạn thôi thì nó còn rất là đẹp. Vô lăng này, cần số này, tay phanh, tất cả cũng còn nguyên bản hết ạ. Và chủ xe cũng đã lắp thêm lên là cái màn hình đây. Màn hình và hiển thị camera lùi đây, chúng tôi đang để camera lùi để quay và giới thiệu cho quý vị và bạn cùng xem. Đó, tất cả là còn nguyên bản hết đây. Trừ những cái đồ mà chủ xe đã lắp thêm như là cái màn hình camera lùi và lót sàn và ghế da, nắp thùng sau. Đấy là những cái thứ mà chủ xe đã lắp thêm. Còn lại là còn nguyên bản, chưa sửa chữa gì cả. Và tất cả còn rất là đẹp, rất là mới. Riêng về những chiếc xe 2016 thì rất ít xe có thể đẹp bằng chiếc xe này ạ. Vì chủ xe là 2016, sản xuất năm 2016 thôi. Nhưng chủ xe mua vào cuối năm 2016, đăng ký ngày 26 tháng 12 năm 2016, cho nên là
coi như là sử dụng sang năm 2017 rồi. Tính ra từ năm 2017 đến nay thì mới là sử dụng được hơn 3 năm thôi. Cho nên là chạy hơn 3 năm với chiếc xe khác thì là nhiều, chứ với những chiếc xe bán tải mà chạy hơn 7 vạn thì là quá ít ạ. Sau đây thì tôi sẽ quay và giới thiệu cho quý vị và các bạn xem về cái phần động cơ của chiếc xe đây ạ. Động cơ này chúng tôi cũng cam kết là không đâm đụng, không ngập nước, tất cả còn nguyên bản ạ. Ford đã trang bị cho chiếc Ranger XLS này là một cái động cơ 2.2 lít và là động cơ diesel. Đây, thưa quý vị và các bạn. Và tất cả ốc của nó cũng còn nguyên bản hết đây ạ. Tất cả còn nguyên bản hết ạ, chưa có đâm đụng hay chưa va chạm gì cả. Không những nó còn nguyên bản mà nó còn rất đẹp, còn rất mới. Quý vị các bạn có thể xem đây ạ, lốc máy này, cho đến củ đè, củ phát này, tất cả nó răng này, nó còn mới còn đẹp như này. Mặc dù chiếc xe này chúng tôi chưa có dọn dẹp gì cả, chúng tôi mua về là chúng tôi đem ra đây là chúng tôi quay và giới thiệu cho quý vị các bạn cùng xem hết đây ạ. Nó còn đẹp và còn nguyên bản như thế này ạ. Tất cả các ốc này còn nguyên bản ạ, chưa có làm gì hết. Chiếc xe này chủ xe cũng chỉ mới thay dầu để chạy thôi, chứ chưa có làm bất cứ một cái việc gì ở trong cái khoang động cơ này. Chỉ có bảo dưỡng định kỳ theo chế độ của hãng, vì chủ xe mua xe thì thường là chủ xe nào cũng vậy. 1-2 năm đầu thì thường là rất là chăm bảo dưỡng định kỳ theo tiêu chuẩn và máy của nhà máy, của hãng. Vì chiếc xe còn bảo hành cho nên là chăm sóc rất là tốt, chăm sóc rất là kỹ tại hãng. Tất cả còn nguyên bản, đến cái ắc quy này cũng còn nguyên bản cơ. Đây, còn không những nó còn nguyên bản và nó còn rất là mới ạ. Tôi đảm bảo với quý vị và các bạn nào mà đang có nhu cầu mua xe bán tải mà đến chúng tôi để xem chiếc xe này thì đảm bảo là ưng ngay ạ, vì chiếc xe này nó còn quá đẹp. Vì ngay như bản thân chúng tôi đi mua xe cũng thế, chúng tôi chỉ thích mua được những chiếc xe đẹp thôi. Chúng tôi đến xem xe là đẹp là chúng tôi thích lắm và chúng tôi mua luôn, kể cả giá nó có thể cao hơn một chút chúng tôi cũng sẵn sàng để mua ạ. Vì chiếc xe đẹp thì về chúng tôi rất dễ bán, rất tự tin để bán, vì khách hàng đến xem xe thấy xe đẹp như thế này thì chúng tôi cũng dễ bán thôi ạ. Đấy, tất cả nó còn nguyên bản hết. Và đây là cái phần ốc mà tôi quay cho quý vị các bạn xem đây. Ốc cabo cũng còn nguyên bản nhá, thưa quý vị các bạn. Ốc cabo này, keo chỉ trên cabo này, keo chỉ tất cả nó cũng còn hết, nguyên hết ạ. Nguyên đai, nguyên kiện hết ạ. Chưa có bị đâm đụng hay chưa có bị va chạm gì cả thì nó mới được nguyên bản như này ạ. Ốc này chưa có tháo ạ, tất cả còn nguyên bản này. Ốc tai đây ạ, còn nguyên bản hết ạ. Đấy, thưa với quý vị và các bạn, tất cả là còn nguyên bản hết ạ. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa va chạm gì cả, cho nên là nó mới còn nguyên bản như này. Chúng tôi cam kết chiếc xe này là không đâm đụng, không ngập nước, tất cả máy móc còn nguyên bản đấy. Quý vị và các bạn xem qua thì biết rồi đấy ạ. Mặc dù chúng tôi chưa có dọn dẹp, chưa có rửa gì, nó mới bẩn như thế này ạ. Vì là vừa mới mua về thôi. Trời, mấy hôm nay thì mưa quá cho nên chúng tôi giờ mới đem ra quay được cái mua về từ chiều hôm qua cơ. Đấy, tất cả là còn nguyên bản hết và còn rất là đẹp ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn đang quan tâm đến chiếc xe Ford Ranger XLS 2016 này thì xin quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 của chúng tôi là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn. Và nếu như quý vị và các bạn muốn xem xe trực tiếp, muốn lái thử trực tiếp chiếc xe Ford Ranger XLS này thì chúng tôi mời quý vị và bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi, địa chỉ là 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. Thank you.